anh em nhá. Euro còn đúng trận cuối mà Khánh phải chào anh em trước anh em ạ. Thôi ông nào ra đây tôi để đôi dép này. Đây. Ai mà đi đôi dép của Khánh ca anh may mắn đấy, uy tín đấy. Nhưng mà đoạn này liệu có đi được không anh em nhỉ? Xuống đây bơi tí nhỉ? Hay là thôi tối nay về ăn ý nốt cái nhà nhỉ? Anh nhá anh em nhá. Tây Ban Nha là Tây Ban Nha đấy anh em ạ. Còn đúng trận cuối mà Khánh phải chào anh em trước anh em ạ. Thôi ông nào ra đây tôi để đôi dép này. Đây. Ai mà đi đôi dép của Khánh ca anh may mắn đấy, uy tín đấy. Nhưng mà đoạn này liệu có đi được không anh em nhỉ? Xuống đây bơi tí nhỉ? Hay là thôi tối nay về ăn ý nốt cái nhà nhỉ? Anh nhá anh em nhá. Tây Ban Nha là Tây Ban Nha đấy anh em ạ.